Thưa quý vị, là một nước nông nghiệp, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về nguồn năng lượng sinh khối từ chất thải nông nghiệp như là rơm rạ, bã mía, phế phẩm nông nghiệp, phân từ các trang trại nuôi gia súc và gia cầm. Tuy đã được phát triển ở Việt Nam từ nhiều năm nay, thế nhưng điện sinh khối vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn ở Việt Nam. Vâng, và mới đây quyết định tăng giá mua điện sinh khối của chính phủ từ mức giá là 1.220 đồng 1 kWh lên 1.634 đồng trên 1 kWh đã đưa giá điện sinh khối ở Việt Nam đang ngang tầm với điện gió và điện mặt trời. Liệu giá điện này có đủ để hấp dẫn các nhà đầu tư hay không? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang. Từ cuối năm 2019 đến nay, ngoài bã mía để tận dụng các nguồn phế phụ phẩm sẵn có tại địa phương, nhà máy này thu mua các nguồn phế phụ phẩm khác như vỏ gỗ, rơm rạ để tiến hành sản xuất điện sinh khối. Tuy nhiên, điều mà nhà máy này còn trăn trở là hiện nay, khi sử dụng các nguồn sinh khối khác ngoài bã mía để phát điện theo công nghệ nhiệt điện đồng phát, nhưng nhà máy này chỉ được áp dụng giá bán điện sinh khối, theo quy định với dự án đồng phát là 1.634 đồng trên 1 kW, chứ không phải giá dự án điện sinh khối là 1.968 đồng 1 kW. Thì đối với nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang thì đang gặp khó khăn. Thứ nhất là phát trong vụ sản xuất và ngoài vụ sản xuất chưa phân biệt được. Thứ nhất là theo quyết định thì là đối với nhà máy phát điện độc lập ngoài vụ sản xuất thì được hưởng với giá là 8,47 sen. Nhưng hiện tại công ty đang phát ngoài vụ sản xuất và phát độc lập thì vẫn đang phải áp dụng theo mức đồng phát điện là 7,03 sen. Đối với mức giá đấy thì công ty cũng đang duy trì, đã xây dựng thì phải duy trì chạy hoạt động để đảm bảo ổn định cho nhà máy thì cũng chưa tạo được lợi nhuận nhiều cho công ty. Mong muốn được tính giá điện như các dự án khác, không phải là dự án đồng phát nhiệt điện của nhà máy này, có lẽ cũng là mong muốn của nhiều nhà máy khác hiện nay để có thể tận dụng được các phế phẩm nông nghiệp vốn sẵn có ở nước ta. Đề nghị chỗ Bộ Công Thương và các bộ ban ngành giúp đỡ công ty để chuyển đổi sang nhà máy sinh khối độc lập để hưởng với cái giá 8,47 sen. Tại vì đối với nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang thì xây dựng cũng đã phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện của yêu cầu của Tập đoàn Điện lực của Bộ Công Thương và cũng đã trang bị đầy đủ các thiết bị để coi như một nhà máy sinh khối độc lập và hiện tại cũng đang phát nhà độc lập, không sử dụng hơi cho chế biến công nghệ. Hiện nay thì có rất là nhiều nhà máy đường đang mong muốn chuyển đổi từ cái công nghệ đồng phát sang công nghệ đồng phát. Do vậy chính để khuyến khích các nhà máy đường này mở rộng công suất cũng như là tăng cái thời gian hoạt động vào mùa ngoài vụ mía đường thì chính phủ cần có cái hướng dẫn cụ thể để khuyến khích các nhà máy mía đường này chuyển đổi từ công nghệ đồng phát sang công nghệ không đồng phát. Việc Thủ tướng Chính phủ vừa nâng giá thu mua điện sinh khối là tín hiệu đáng mừng để khuyến khích phát triển các dự án điện sinh khối trong thời điểm hiện nay, nhất là bã mía và vỏ trấu. Thêm vào đó, việc phát triển điện sinh khối có nhiều lợi thế, như không bị giới hạn về hiệu lực của các mức giá áp dụng cho điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, và điện sinh khối cũng không bị cắt giảm công suất như điện gió và môi trường. Chúng tôi rất vui mừng vì chính phủ Việt Nam đã tăng giá thu mua điện sinh khối cao hơn. Điều này sẽ hấp dẫn các nguồn đầu tư tài chính, đầu tư nhiều hơn vào các dự án điện sinh khối. Đây cũng là ví dụ điển hình về những chính sách mà chúng tôi đã tư vấn cho chính phủ Việt Nam để đưa ra quyết định này. Trên thực tế, mặc dù việc tăng giá điện sinh khối vừa qua là cú hích lớn cho các doanh nghiệp đã và đang sản xuất điện sinh khối, thế nhưng, dường như việc các nhà đầu tư vẫn chưa thực sự mặn mà cho các dự án mới khi mà chi phí công nghệ đầu tư ban đầu cho một dự án là rất lớn. Phát triển được cái nguồn điện sinh khối theo như cái kế hoạch đã đặt ra trong cái quy hoạch phát triển điện 7 điều chỉnh là đến năm 2025 thì cái nguồn điện sinh khối là 1.200 MW thì chính phủ cần có những cái quy hoạch về vùng nhiên liệu tập trung để làm sao mà đảm bảo được các cái điều kiện cơ giới hóa cũng như là áp dụng các cái tiến bộ công nghệ kỹ thuật để làm giảm cái chi phí đầu tư cũng như là cái chi phí mua nguyên liệu đầu vào. Theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh và chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đã đặt ra việc phát triển điện sinh khối các giai đoạn đến năm 2020, 2025 và 2030 tương ứng là 660 MW, 1.200 MW và 3.000 MW. Rào cản lớn nhất để doanh nghiệp tiếp cận và khai thác những nguồn năng lượng này chính là công nghệ và chi phí thiết bị. Thế nên, để khuyến khích các dự án điện sinh khối phát triển cũng như hấp dẫn được các nhà đầu tư một cách bền vững,
thì không chỉ có giá điện mà cần những chính sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp.